Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một họa tiết trang trí hình cú mèo như thế này. Đây. Ở đây mình có gắn mắt nhựa và xen kẽ ba màu như thế này. Thì dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông, kim móc mình dùng kim móc 3.0 mm, kéo cắt len và cặp mắt nhựa dùng để trang trí cho cú mèo. Bây giờ mình sẽ móc cái vòng đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn vừa móc chính mũi móc đơn một hai ba bốn năm sáu bảy tám và chín sau khi móc được chính mũi móc đơn, tiếp tục cầm cái sợi len ngắn guốc lại để vòng tròn nhỏ lại. Móc vào cái chân móc đầu tiên bên này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì mình đã hoàn tất được cái vòng thứ nhất như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc vòng thứ hai. Các bạn đưa sợi len trắng ra phía sau mũi móc như thế này, ta đâm kim vào cái chân móc mũi dời của cái vòng thứ nhất á đây đây là chân móc mũi dời nè các bạn đâm kim vào đây móc và kéo len qua chân móc móc lên 3 mũi móc xích 2 3 sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên của cái vòng thứ nhất á móc vào đây nè móc vào đây một mũi nửa kép tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc kế bên á đây móc vào đây một mũi nửa kép thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc kế bên đây móc vào đây một mũi nửa kép móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng cũng móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc kế bên một mũi nửa kép tiếp tục lên một mũi móc xích móc vào chân móc kế bên một mũi nửa kép các bạn cứ làm tương tự cho mình hết chín chân móc của cái vòng thứ nhất cũng móc xen kẽ một mũi nửa kép là một mũi móc xích móc cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì các bạn móc tiếp cho mình lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc xích thứ hai của cái đoạn dây 3 móc xích này nè Móc vào cái chân móc xích thứ hai một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì mình đã hoàn thành cái vòng thứ hai, bây giờ mình sẽ tiếp tục móc vòng thứ ba. Ta đưa cái sợi len màu vàng ra phía sau mũi móc đây. Đưa ra sau mũi móc. Đâm kim vào cái khoảng trống cuối cùng là cái khoảng trống của cái mũi dời này nè, đây cái khoảng trống này, ta đâm kim vào đây. Móc và kéo len qua khoảng trống móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc qua cái khoảng trống kế bên này nè đây móc vào đây cho mình ba mũi móc đơn cùng một khoảng trống vào đây móc ba mũi móc đơn cùng một khoảng trống thì khi móc được ba mũi móc đơn ở cùng một khoảng trống như thế này tiếp tục qua cái khoảng trống kế bên các bạn cũng móc cho mình ba mũi móc đơn vào đây Khoảng trống kế bên cũng móc cho mình 3 mũi móc đơn vào khoảng trống này. Khoảng trống kế tiếp cũng móc tiếp 3 mũi móc đơn vào cùng một khoảng trống. Sau khi móc được 4 khoảng trống như thế này, tiếp tục móc vào cái khoảng trống thứ 5 á, đây, cái khoảng trống này các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục móc thêm một mũi nửa kép vào cùng một khoảng trống sau đó móc thêm một mũi kép đơn. Khi khoảng trống được 3 mũi móc liên tiếp như thế này, các bạn móc tiếp lên cho mình hai mũi móc xích. Móc vào cái chân móc của cái mũi kép đơn ở phía dưới này nè, đây cái mũi kép đơn này, các bạn móc vào cái chân móc này, cái chân móc của mũi kép đơn á, móc vào đây cho mình một mũi dời. Tiếp tục móc thêm vào cái khoảng trống mà mình vừa móc một mũi kép đơn. thì khoảng trống này ta được bốn mũi móc. Cái khoảng trống kế tiếp móc cho mình ba mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. Tiếp tục ở cái khoảng trống kế bên á, đây, cái khoảng trống kế bên này móc cho mình một mũi kép đơn. Ở cái phần này mình sẽ tiến hành làm phần tai tiếp theo các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích móc vào cái chân móc của cái mũi kép đơn này nè đây móc vào cái chân móc này nè móc vào đây cho mình một mũi dời sau đó cũng móc vào cái khoảng trống mà mình vừa móc á móc vào đây một mũi kép đơn tiếp tục làm một mũi nửa kép và cuối cùng là một mũi móc đơn vào cùng một khoảng trống như vậy là mình đã hoàn thành được hai cái tay của cuốn như thế này đây Tiếp tục móc vào cái khoảng trống kế bên á, móc vào đây cho mình 3 mũi móc đơn cùng một khoảng trống. Khoảng trống kế tiếp cũng móc cho mình 3 mũi móc đơn. Cái khoảng trống cuối cùng cũng là cái khoảng trống mà mình tạo cái mũi móc xích đầu tiên á, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên bên này móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cái sợi len thừa này ra phía sau mũi móc sau đó dùng keo nến dán cho mình hai cái con mắt này vào cái thân của cú củ mèo đây sau khi giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc và trang trí hai mắt cho cú mèo thì ở đây mình đã hoàn thành được các cái mẫu cú mèo dùng để trang trí như thế này Chúc các bạn thành công